Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên này nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con. Nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Tiền ơi, 10.000. Cảm ơn. Anh hai. Ừ? Tên gì sớm quá vậy? Sớm gì nữa em, chứ trời chưa chật là 10 giờ rồi đó. Anh hai. Hả? Vậy anh hai vô nấu cho em ăn thôi. Trời ơi Mẫn, gái lứa lớn rồi muốn ăn gì tự vô nấu ăn. Hở chút anh hai, hở chút anh hai. Mệt quá à. Thì giờ em có anh hai thì em kêu anh hai nấu cho em ăn. Anh hai, ừ? Vô nấu gì cho em ăn ơi. Nó thích anh nấu thì anh nấu cho nó ăn. Thôi thôi, anh hai còn phải phụ chị bán cà phê với lại tiếp khách nữa. Ăn gì vô chị hai nấu nè. Thôi, chị nấu dở lắm, em ăn đâu. Anh hai nấu ăn ngon rồi. Anh hai. Mẫn. Trời. Trời ơi, con gái con lứa lớn rồi, ăn nói phải lựa lời chứ. Tự nhiên la lên chị hai nấu ăn dở của khách, người ta nhìn người ta cười sao? Ủa thì chị nấu ăn dở, em nói chị nấu ăn dở. Chứ phải chị nấu ăn ngon mà em nói chị nấu ăn dở đâu, chị hai cười vậy? Em không được phép nói điều đó. Em nghĩ sao mà trước bàn dân thiên hạ em nói tất cả mọi người biết là chị hai em nấu ăn dở vậy hả? Em làm... Ê, ông mình phải nói đủ rồi nha. Tôi không có mượn thêm cái miệng của ông nha. Không phải, anh cảnh cáo nó, dám bôi bác em. Đó, anh hai nha. Một cũng sợ chị hai, hai cũng sợ chị hai. Anh hai, đúng là đồ, sợ vợ. Ai nói em vậy? Ai nói em anh sợ vợ? Anh là không bao giờ sợ vợ. Anh hai có vợ nói lại lần nữa coi. Anh không sợ vợ. Nói cho em biết nha. Anh hai của em á không phải là người đàn ông sợ vợ. Ồ. Mận ăn lẹ cô quán nha, anh đi chợ á. Nay đâu hả? Đi chợ chứ đi đâu. Trời ơi, mấy cái chuyện đi chợ đâu phải là chuyện của anh hai làm. Chuyện này là để cho đàn bà phụ nữ người ta làm. Đâu có, anh ngày nào cũng đi chợ nấu cơm hết trơn á. Trời đất ơi. Này là anh hai nói với em á là anh hai không có sợ vợ. Mà những hành động này của anh hai là chứng tỏ một điều là anh hai là người đàn ông sợ vợ. Anh hai rủ với em nè, đúng không? Anh nói cho Mận nghe, anh không phải là người sợ vợ. Chẳng qua là anh thương vợ, anh nể vợ thôi. Chứ làm gì đâu sợ vợ. Anh hai nghe em hỏi nè. Anh biết tại làm sao mà má sợ ba không? Không. Đơn giản một điều là tại vì ba mình lúc nào cũng ăn to nói lớn. Ba mình như là một con cọp thật là hùng dũng vậy đó. Còn anh hai á thì như con mèo vậy đó. Mà mèo á thì ai cũng có thể đánh được anh hai hết trơn á. Nên bây giờ anh hãy nghe em nói nè. Anh hai phải như một con cọp thì chị hai mới không ăn hiếp anh hai được nữa. Bây giờ anh phải như một con cọp. Đúng rồi. Thì chị hai không dám ăn hiếp anh nữa hả? Thì đúng rồi. Được không? Được, bất quá thì bị chị hai đánh thôi à. Không sao đâu, đúng không? Hùng dũng lên, như con cọp lên. Anh hai hãy chứng tỏ cho em thấy anh hai không sợ vợ. Mộng Thân, giờ anh em đi chợ, đứng có nói nhiều chuyện nữa. Cái gì? Yeah. Đi xa. Chuyện đi chợ nấu cơm là chuyện của con, không phải chuyện của tôi. Nghe rõ chưa? Ông mới nói cái gì? Có ngon lặp lại một lần coi. Chuyện đi chợ nấu cơm là
chuyện của cô, không phải là chuyện của tôi, nghe rõ chưa? Yeah. Ông giỏi lắm. Ông không đi chợ chứ gì? Tôi đi. Tôi đi chợ. Một con cọp thật là hùng dũng. Cuộc đời anh hai sẽ bước sang một trang mới. Anh hai, anh hai, vô say cà phê kìa. Hất cà phê ba cho khách rồi. Nói khách đợi xíu đi. Anh đang bận công chuyện không thấy hả? Trời, anh hai làm gì vậy? Tại chế. Trời ơi, mấy cái đồ cũ này hả? Ai nói em này đồ cũ? Đồ cổ của anh á. Ông còn xài được nè, thấy không? Trời ơi, mấy cái đồ tào lao gì đâu mà hư hết trơn rồi. Thôi vô tranh thủ làm cho em. Mỗi món đồ có giá trị của nó, hiểu chưa? Cái lo này alo 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 1 2 3 4 alo. Không có vui anh ạ. Alo 1 2 3 4 alo 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 con khỉ. Trời đất ơi, tối ngày cứ đi tha ba cái đồ phế liệu này về hoài à. Nhà hết chỗ chứa kìa, đem rác về hoài vậy không? Ai nói em này rác? To những đồ quý giá không? Cái quạt này cách đây 40 năm nè. Cái lo này 39 năm nè. Riêng cái đồng hồ này từ thời Alexander Đại Đế tới giờ. Rồi bây giờ có đi vô lo pha cà phê cho khách không? Ngồi ở đó sửa sổ hoài. Không thấy tôi đang làm việc sao? Đi vô pha đi. Được rồi, anh không pha thì em sẽ vô em pha nha. Bình thường. Yeah. Thôi mà khách đông quá, vô em phụ chị hai cái nha. Ngồi em đó. Nhiệm vụ của em bây giờ là chỉ ngồi chơi sơ nước thôi. Ngồi đây đi. Anh sẽ chỉ cho em biết những cái món đồ cổ phân biệt như thế nào. Đây, cái đồng hồ từ Caesar Đại Đế. Em nhìn nè. Đó, cái nét chữ vuông, hiểu chưa? Cái quạt này á, giá trị ở chỗ á, là cái cánh nó bằng sắt. Cho nên á, cái trọng lượng nó rất nặng. Còn ngày hôm nay á, người ta chế tạo cái quạt bằng chất liệu plastic. Nó rất là nhẹ. Chỉ cầm một ngón tay có thể dở cái quạt lên. Còn cái quạt này á, mình dùng trọng lực cũng không thể nào dỡ nổi. Hôm nay ở đây nói đem vô em phụ chị hai nha. Ngồi xuống nghe anh giải thích. Nó rất là chất lượng. Anh cầm khiên thử cái coi. Nó nặng thiệt. Làm sao mà khiên nổi. Cái quạt này chất lượng ở chỗ đó. Em biết không? Nếu mà em còn ở đây một thời gian, anh sẽ đào tạo em trở thành chuyên gia đồ cổ. Anh ơi, cho em đi trà đá. Thôi khách kêu trà đá kìa. Gãi khách. Còn cái lo này. Trời đất ơi. Cái lo này tuy em nhìn nó nhỏ như vậy. Khách kêu trà đá anh ơi. Đừng quan tâm tới khách. Ôi trời. Nhưng mà công suất của nó là 80 kW. Chị hai ơi, khách kêu trà đá chị hai ơi. Ngày nay em thấy những người bán kẹo kéo á, cái lo người ta bự vậy chứ công suất chỉ có 18 thôi. Còn này tới 80 kW. Không thường. Hả? Khách kêu trà đá thì xong vô phụ em. Trà đá chị ơi. Chị em đi trà đá. Dạ. Em lo cho khách đi, để anh nói chuyện. Trời ơi, khách ở trong kia quá trời. Đứng dậy phụ em tay đi, nhanh lên. Làm cái gì vậy Thiên Sa? Anh đang nói chuyện với em gái của anh mà em phiền quá à. Trời ơi, đi vô phụ em thấy đứa khách ở trong đó. Trời ơi. Em làm cái gì vậy Thiên Sa? Em có biết là em vừa làm rớt một món đồ bạn quý giá nhất trên đời này không? Em đâu có cố ý đâu, em lỡ đi ngang rồi. Thôi, đụng trúng mà. Đúng rồi. Im, để em giải trị em. Thiên Sa, anh nói cho em biết nha. Em có thể đánh anh, em có thể đập anh, nhưng cái món đồ của anh em không được quyền đụng tới. Em đụng tới nó là anh sống chết với em luôn, em biết không Thiên Sa? Này, đổi chiến thuật đi. Có đổi. Để anh dạy chị của em. Đụng lên. Chị hai đâu cố ý đâu. Trời ơi, nặng quá sao mà lụm nổi. Đó, thấy chưa? Em thấy cái giá trị của nó chưa? Em nỡ lòng nào mà em làm ngã cái quạt mà anh quý giá nhất. Anh nói cho biết nha, lần này em tha thứ cho em. Em mà còn đụng tới nó một lần nữa hả, em biết tay anh đó nha Thiên Sa. Thôi nha, tôi đâu có cố ý đâu. Làm cái gì mà chửi tôi?
cô dám đạp lần nữa không? Tôi đạp. Giang ra coi. Cô Giang ra coi cái gì vậy? Mộng Thần. Hả? Ông dám đẩy cô hả? Dám thôi không, đánh cô luôn á. Ông nói lại lần nữa coi. Cô mà đụng tới cái quạt tôi đánh cô luôn á. Ông ngon, ông đánh tôi đi. Mộng Thần. Tôi không nhìn ông nữa đâu nha. Tôi nói cho ông biết nha, hôm bữa giờ là tôi nhịn ông, tại vì tôi giữ thể diện cho ông trước mặt em gái của ông. Càng ngày ông càng quá đáng hả? Được rồi, bữa nay tôi sẽ cho ông biết thế nào là đánh vợ, thế nào là ăn hiếp vợ. Hai. Em đi về quê nha. Sao ở chơi vài bữa về sớm vậy? Thôi, ở lại thế này bị quýnh, sót lắm. Em ở lại đi. Coi anh trừng trị chị hai em nè. Em á, là em thấy anh hai á, bị quýnh á, là đúng á. Sao đúng? Trời ơi, tệ, anh hai quá đáng với chị hai lắm á nha. Em mà em có chồng như nay là em còn quýnh, còn giả mang, còn ghê gớm hơn nữa đó. Trời ơi, thôi mày nói vậy mày về dưới sớm thì tao mới đi. Thôi em đi về nha. Anh hai ở lại bảo trọng nha. Nhớ phụ chị hai bán quán á, nghe không? Mà khoan. Dạ. Về dưới đừng nói bà má biết anh này bị quýnh nha. Đâu, em đâu cần nói đâu. Cái giọng họ ai cũng biết anh hai sợ vợ mà. Trời ơi, nhục quá. Trời nhục ơi là nhục. Thôi nhục gì nhục, thì vợ nay sợ chứ không phải sợ vợ hàng xóm đâu mà nhục. Hen, ở đây bảo trọng nha, em về á. Mận. Dạ. Ai chở em ra bến xe? Thôi khỏi còn lo cho em, ra ngoài bắt xe ôm nè, rồi về được à. Vậy nha. Đi đường cẩn thận nha. Nhớ phụ chị hai bán quán đó. Ủa chị hai. Để chị hai chở ra bến xe. Nè, đợi vô. Đưa cái vỏ đây. Yeah. Nè Mận. Cái này chị hai cho em đó. Chị hai cho em. Ừ, cầm đi. Em cảm ơn chị hai. Còn cái này á là của anh hai gửi cho ba với má. Lên xe lẹ đi, trễ giờ. Cảm ơn chị hai. Mộng Thường, ở nhà coi quán nha. Anh nhớ rồi. Em đi anh ơi. Ôi, vợ mình thật là đáng yêu. Mình sợ là đúng rồi. Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lo? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ dưới chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương vợ tôi nhất.